Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Bidium. Đây là cái wallpaper giấy trắng của dự án Bidium này. Các bạn có thể tham khảo chi tiết ở trên web để tải cái mục giấy trắng này về. Thì cái dự án Bidium này, ký hiệu là BIDM. Nó có cái những nội dung gì thì các bạn có thể xem qua những content nội dung trong đây. Thì ở đây Medium là một cái trao đổi cryptocurrency phân cấp, trong đó kết hợp sức mạnh của cái tạm ứng Ocean với cái Freeland trên nhiều trang của blockchain, thì nó có vai trò như một cái thị trường đấu thầu cho người mua để mua hàng bằng cách đấu thầu một cái nền tảng tự do để sử dụng người lao động, và đang tìm kiếm một cái Freelancer, và các giao dịch có thể được thực hiện bằng trợ giúp bởi 10 xu hơn 10 xu vào cái trao đổi chấp nhận Medium Bitcoin, Ethereum, Litecoin với tiền xu khác có vừa công bố giai đoạn sau. Nền tảng này cung cấp với người mua và bán và có hội tiết kiệm thời gian, khoảng thời gian giới hạn là 24 giờ để trả giá cho bất kỳ sản phẩm nào. Thì lợi ích của việc bên bán họ sẽ nhận được 5% cổ phần lợi nhuận quảng cáo bất kỳ sản phẩm họ được bán hay không, và nếu sản phẩm của họ bán thậm chí là người mua cũng thể nhận được 30% phí lợi nhuận khi đã giao sản phẩm bán ra, thì người có bán có cơ hội bán nhiều số lượng của sản phẩm tương tự với các khe cắm khác nhau. Thì đây các bạn có thể xem nền tảng được ánh sáng có kỹ thuật giao dịch nhanh tới 5% của cái dự án này so với hệ sinh thu từ thương mại. Thì đây là cái đấu thầu của marketplace của cái dự án này. Các bạn có thể thấy nghiên cứu chỉ rằng 34,3% người bán eBay kiếm được 10.000 đô một năm, trong khi Amazon nó chỉ có 9% người bán. Thêm vào đó, 3,9% người bán trên eBay thực hiện là nhiều trên 1 triệu đô trong một năm so với 16,7% người bán trên Amazon. Thì nghiên cứu nhấn mạnh rằng 2,1% người bán thực hiện thực trên 10 triệu đô cái doanh thu trong một năm từ Amazon thị trường. Các bạn có thể thấy đây thì lại lớn 63% người bán hàng phụ thuộc vào thị trường nêu trên để bán cái sản phẩm của mình. Thì cái thị trường này đóng tờ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với người bán hàng trên thị trường. Và phần mềm này duy trì một cơ sở dữ liệu trung thực duy nhất cho một cổ phiếu bán ra, do đó đồng bộ với dữ liệu của cái nhiều lượng nghiên cứu rằng người bán có thể sử dụng cái phần mềm để quản lý. Có 29% ý kiến tập trung với tiêu cực, các bạn có thể xem về cái thế này. Thì Freelance là cái nền tảng cũng là một thị trường tiềm năng để khám phá cái thị trường như ở Mỹ. Nghiên cứu trường hợp này có hơn 53 triệu người làm công việc hành nghề tự do ở Mỹ, và đây là tổng hợp 34% lượng lao động của cả nước và sử dụng đóng góp của người dân mà freelancing cho nền kinh tế tính khoảng 715 triệu tỷ đô. Nghiên cứu rằng 3% của freelancer trải qua một cái gia tăng trong nhiều năm gần đây, trong khi 15% đang trải qua là một giảm. Thì các bạn có thể xem về cái vấn đề trên thực tế ở đây thì các nhà dịch vụ lo lắng nhiều vấn đề như thiếu minh bạch trong đánh giá kỹ năng hay hỗ trợ khách hàng, hay thời gian giao dịch còn dài, xác suất của giao dịch giả là cao. Thì ở đây cái dự án Medium Marketplace này, một cái foundation trong tương lai xuất sắc. Medium một nơi thị trường đấu thầu phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain. Nó coi là một cái đánh giá kỹ thuật số kết hợp sức mạnh của đấu giá trước với thuê tự do của một trao đổi crypto lên trên blockchain một nền tảng. Thì ở trên cryptocurrency đấu thầu marketing với blockchain, các bạn có thể xem ở đây về cái việc quản lý mở rộng thông qua nhiều giai đoạn giá trị của cryptocurrency. Đây là một cái sở hữu cá nhân, an ninh mạnh mẽ hay dễ dàng hơn thương mại quốc tế với một giao dịch thấp hoặc chi phí thấp, giảm thiểu cái chi thoái rủi ro kinh tế. Cryptocurrency được cung cấp cho một cái cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Thì crypto sẽ cung cấp giải pháp những vấn đề, để crypto sẽ giúp giải quyết các vấn đề như lạm phát cao vì nó có thể sử dụng như một cái thay thế trong khi giá của cửa hàng tăng, thì thương mại crypto vẫn giúp kiểm soát được như một cái thời hạn giá hạn chế sự di chuyển vốn từ trước này, và điều này làm khó chuyển hơn. Hay là cái Bootin Freelance thì Medium khác với chức năng hiệu quả nhất của thị trường khi tập trung, đó là Self Brand Factory, đặc biệt là cộng tác viên và khách hàng nền tảng chúng tôi cung cấp dịch vụ tự do cơ hội để giới thiệu biểu diễn của họ cho một cái mức giá cụ thể để có sự trợ giúp của Medium, kể như một cái phương tiện thanh toán thì nền tảng cũng cung cấp cho khách hàng để có cơ hội có lựa chọn nhiều biểu diễn khác trên cái định giá và cái giá cả này.
Mình tham gia với thị trường thiết lập giữa hai bên hợp đồng thông minh, sử dụng bên đảm bảo giao dịch cũng suôn sẻ giữa hai bên mà không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào. Hai, công nghệ về thiết kế kiến trúc và blockchain mở rộng. Đây, cái mạng của blockchain có thể đây đơn giản hóa mọi hoạt động kinh doanh, đóng vai trò một nguồn mở. Và tiềm năng của chúng tôi là kết hợp công nghệ số, số kế toán phân phối này để đơn giản hóa cái sự phức tạp của kinh doanh, hoạt động kinh doanh. Đây là cái bằng chứng staking. Đây, cái chương trình token Medium thì nó sử dụng cái thẻ BIDM với một giao dịch đảm bảo P2P và cái thực hiện giao dịch dễ dàng với cái kinh doanh nhanh hơn 50% doanh thu phí giao dịch thường. Và nó chỉ phải trả một khoản phí giao dịch 0,05% được tính phí. Thì Medium thẻ này được nhận thưởng từ các nền tảng trao đổi Medium và có một trong hai giá trị của đồng tiền này trên các máy móc nên của bạn tạo một cái chiếc ví. Do những hệ thống kỹ thuật hỗ trợ của Medium Token, nó sẽ cung cấp cho bạn những cái do để lựa chọn cái chuyển đồng tiền của mình vào cái nền tảng thị trường thanh toán hàng hóa dịch vụ. Cái ưu điểm của cái dự án này và các danh chính là phân cấp điều khiển dễ sử dụng, chi phí hiệu quả dịch vụ và thanh toán trực tiếp và có lẽ an toàn, những cái ví an toàn. Với cái sự phân tích P2P giao dịch thanh toán thì nó có là làm cho cái dịch vụ này trở nên hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn. Về cái chương trình ICO chi tiết thì các bạn có thể thấy phát triển quỹ với 45% dành cho cái sự phân bổ phát triển, trong đó là 30% dành cho sự phân bổ cho tiếp thị marketing thị trường, thủ tục pháp lý là 5% quỹ và 15% sẽ dành cho phân bổ dự trữ. Sự quản lý ở đây là 5% trong tổng quỹ. Các bạn thể thấy qua cái sơ đồ này thì cái thông số mã kỹ thuật ở đây thì cái Medium có cái mã là BIDM với tổng cung ở đây là 1 tỷ token. Ngày ICO bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 và ngày kết thúc là ngày 23 tháng 6, với cái mã giá ở đây là 0,01 đô một Medium và hiện đơn vị tiền để chấp nhận là Bitcoin và Ethereum. Mua tối thiểu ở đây là 50 đô và tối đa là 10.000 đô. Short cap là 3 triệu đô và hard cap là 10 triệu đô. Cái token không bán được sẽ được phá hủy. Thì đây, cái phân phối thẻ các bạn có thể thấy 80% dành cho chương trình Grand Sale, 5% dành cho chương trình Bounty, 2% dành cho cố vấn. Người sáng lập là trong vòng là sẽ bị khóa trong vòng 1 năm 10% dự trữ. Người sáng lập là 3%, dự trữ 10%, mỗi năm sẽ phát lãi 2%. Thì cái chương trình bonus tham gia đầu tuần của chương trình Pre ICO là 25%, và tuần thứ hai sẽ giảm còn 15%. Còn chương trình ICO ngày đầu tiên thì bonus đặc biệt 100% trong tuần đầu tiên, bonus 20%, tuần thứ hai bonus 10%, tuần thứ ba bonus 5% và tuần thứ tư không còn bonus nữa. Đây là lộ trình roadmap của cái dự án này, các bạn có thể tham khảo chi tiết ở trên đây hoặc trên trang chính thức của cái dự án này, cùng với những thông tin của đội cố vấn, hội đồng quản trị, những thành viên cốt lõi của dự án này, những con người có kinh nghiệm trong vấn đề công nghệ blockchain. Thì kết luận ở đây là Medium sẽ cung cấp cho người mua có cơ hội mua chỉ bằng cách đấu giá với sự trợ giúp và trao đổi cryptocurrency với một nền tảng tự do nơi sử dụng lao động có thể thuê dịch vụ tự do với sự hỗ trợ của hơn 10 đồng xu, trong đó là Medium, Bitcoin, Ethereum, Litecoin và các đồng tiền sẽ công bố giai đoạn sau. Tóm lại, cơ cấu thị trường của chúng tôi được tạo thành một mạng lưới có thiết bị kỹ thuật số khác nhau và cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội hưởng lợi từ thị trường mà không cần bị trung tâm. Thì Medium cơ cấu thị trường tạo ra một cái mạng lưới các kỹ thuật khác nhau cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội được hưởng lợi từ một cái thị trường không có tập trung. Và trong cái thị trường đấu thầu phi tập trung của chúng tôi sẽ cung cấp cho những người mua có thể tiếp cận đấu thầu khác nhau và cung cấp cho họ cái cơ hội trực tiếp giao dịch với người bán, chứ không phải là một cái cơ hội tập trung. Đó, thì trên đây là cái giấy trắng white paper của dự án Medium này. Các bạn có thể lên trang web chính thức của Medium để tải giấy trắng này về để tìm hiểu chi tiết hơn. Đây là cái video phân tích qua về cái dự án Medium giấy trắng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.